Em và mọi người, ok, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với cả con game Kaguin nha anh em nhé. Ngày hôm nay mình lên cho anh em và mọi người một cái video về con game Kaguin này với một cái trò chơi đó chính là quay thủy hử nha anh em nhé. Thì mọi lần mình đã quay về event rồi quay về phá băng rồi quay về hoa quả rồi. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em một cái hũ về cái thủy hử này. Thủy hử này thì nó cũng tôi thấy là nó các cái dòng nó cũng như 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 các cái như cái kia đây anh em. Đây, số thì tăng ở đây nhé. Đó. Khi chúng ta tăng lên cao nhất là 20. Đấy. Cao nhất là 900.000. Đấy, bắt đầu quay này. Tôi quay một quả 108 nha anh em nha. 108 thì ăn được 780. Ủa rồi, ngọt. Ngọt 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 như đồng đồng. Cái này thì mình cũng chưa biết tính nó tính điểm như thế nào. Nhận như điên là tăng tăng tức là chọn kiểu x2 hay sao đấy nhỉ. Ủa, ngon thế. Hình như quay cái thử này ngon nhất hay sao anh em. Thấy vẫn nào cũng ăn này. Vẫn này thì ăn 180.000. Ôi, vừa mà nó ngon phát mất luôn. Ai phát mất luôn. Mẹ mấy lúc đầu nhả 180 này. Lúc đầu chắc nó nhả cho mấy tay nhau cứ tưởng ngon. Thế ván nào cũng ăn 5-700. Mấy ván sau vắt chết sặc luôn. Đấy, 380 nó cũng được. Cứ có lãi là được nha anh em nhé. Chứ còn đâu âm là không thích đâu. Tăng. Tại. Rồi. Ok. À, cái này là khi giống kiểu chơi xèng mình đánh nhân đấy anh em. Chơi xèng mình chọn nhân đấy. Ví dụ lúc nào mình thích thì mình chọn tăng hay là giả. Tăng tăng lên xong mình chọn ví dụ nó sóc lên như thế mình chọn là mở ra là tài xỉu đấy anh em. Đây nha, ví dụ này 360 này tôi chọn luôn này. Đấy, nó bảo là tài xỉu. Tôi bảo tài. Chết mẹ mày đi. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Chọn tài hoặc xỉu thôi. Thế cũng đơn giản đúng không anh em? Tại vì quay như này mà mình thấy như thế là rất đơn giản. Xoong xoong này. Thi thoảng đổi gió chơi trải nghiệm xem sao anh em. Thi thoảng đổi gió chúng ta chơi trải nghiệm quay vài lần xem có ra cái gì không nhé. Chứ cũng đừng nghiện quay quá là toang đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến quay quay hũ là không có được đâu. Thi thoảng chúng ta gọi là nếu mà đang chơi cái gì đấy đen đen vào quay vài tay. Lấy cái may mắn xem nó có may mắn hay không. Nếu mà gọi là may tay thì ta cũng có lời mà sảnh tay thì ta cũng như người vui chơi thôi. Anh em nghe thấy nó có cái tiếng ong ve ở bên tai không? Đấy, ve vẻ về ve. Do là tôi đang đang bật lại cái video mà mình làm ấy, mình xem lại mấy cái video mình làm ấy, tự cày view cho bản thân mình, tự cày mấy cái view cho bản thân anh em. Anh em và mọi người mà rảnh thì cũng nên giao lưu xem tí cho nó học hỏi kinh nghiệm mà cũng là gọi là giúp đỡ cày view cho mình nha các bạn nhé. Link tải game này thì mình đã để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận rồi. Anh em và mọi người cũng có thể tải ở dưới phần bình luận nhé. Ô âm rồi nè các bạn ơi. Rồi nhận luôn. Tăng thêm một cái nữa. Tăng lên 9 nít quay xem nào. Triệu mốt. Ui, ăn được triệu mốt tức là dư của nó có 200 nè các bạn ạ. 2 triệu 2 thế nó được đấy. Vừa nói được không phát mất luôn. Hai tay liên tiếp.
Đây. Bốn củ may vãi luôn. 9 củ 900. Alo. 900 mà tao tưởng 9 triệu. Chắc thử tăng phát to tiền cho nó có ra gì không anh em. Tăng xíu. Chết cụ mới đi. Hai. Chỉ nhé bây giờ hai lần tài rồi, chỉ nhé không có lần nào xỉu chắc đúng không? Tăng. Tài. Mày chết tiếp. À, tài nhân 2, còn nếu mà đôi đôi là được nhân 4 à? Ồ, thế thôi bị điên là mà chơi tiếp. Nhận, 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 nhận. Đôi đôi là được nhân 4 anh em. Nếu mà ví dụ mình chọn mà vô tình là chọn được chọn tài nhưng mà nó là đôi 5, đôi 6, đôi 4, đôi 5, đôi 6 là mình sẽ ăn được nhân 4 luôn. Hên. Cái này nhân nhân kiểu giống chơi xèng mình nhân ấy, hay phết anh em. Đéo thấy thằng lớn. Chưa được quả thằng lớn đéo nào. 4 củ rưỡi thì cũng là được thôi chứ cũng chưa phải là thằng lớn thôi nha. 800. Anh em nào mà chưa đăng ký cái kênh này của mình thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha anh em nhé. Còn bạn nào mà có cái game này rồi thì chúng ta có thể vào chơi trải nghiệm thử xem nó có hợp với cả anh em và mọi người không. Rồi nó có đem lại may mắn hay không. Còn đâu những người anh em nào mà chưa có link tải game này thì nhanh tay nhấn vào phần mô tả của video nhé. Mình đã để cho anh em và mọi người cái đường link tải game ở phần mô tả của video rồi. Chúng ta cứ có thể vào đấy để nhấn tải game và chơi trải nghiệm thử xem cái cảm giác quay hũ nó như thế nào nhé anh em nhé. Rất là đơn giản thôi. Xem liệu nó có may mắn thật sự hay không nhé. Đây rồi, ui rồi, tôi cứ tưởng là như thế là ngon. Cái này thì mình chưa 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 hiểu nó tính dòng như nào nữa anh em. Cái này thì tính khá là nhiều dòng nhưng mà kiểu ăn như nào thì mình nó tính điểm như nào thì mình chưa chưa rõ được. Là đây cái này chắc ăn nhiều này, tại vì có chữ nhiều này. Ấy, cái chữ huyết huyết thì nhiều nó biến thành con rồng con giếc như này. Hình như cái chữ Wetter đấy là Wetter gì nhỉ? Wetter Martin này. Đấy. Wetter McGinn thì là cái chữ đấy thì mình cái gì đây? Lỗ gì lên tận 20 rồi này, ngon này. Ơ. Thôi 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 em xin. Em xin em xin em xin em xin em xin. Ok nhé các bạn nhé, thì x2 luôn các bạn ạ. Mình sẽ dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em và mọi người rất là nhiều luôn. Chúc các bạn thật là nhiều may mắn, đánh đâu thắng đấy nha anh em nha. Hy vọng là một ngày nào đấy thì sẽ được giao lưu với toàn thể anh em và mọi người ở trên cái kênh này khi mà mình live stream nhé. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo nhé. Và nhớ tải game thì ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người. Bye bye.